Dạ, gần đây thì cô Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam có phát biểu là bảo vệ chủ quyền không phải là phải hô hào thật to kích động chỗ này chỗ kia, mà cô nói là một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào, nhưng những người đó, cô hỏi những cái người đó là đã làm gì cho Tổ quốc chưa, rồi cô trả lời luôn là họ chẳng làm gì cả, họ chỉ có nói và kích động các phần tử để mà gây rối tình hình thôi. Thì theo chú thì cái phát biểu này của cô Ngân thì như thế nào ạ? Theo chú thì cái phát biểu của cô Ngân như vậy là sai. Không có cái trọng tâm với cái việc này, tức là cô Ngân không có một cái tâm huyết với đất nước. Trong lúc đất nước bây giờ là nguy khốn này. Trung Quốc là còn định là thâu tóm đất nước Việt Nam mình. Này, nó là chiếm biển, nó chiếm đất. Chẳng hạn như Formosa đây là nó bán cho Trung Quốc là 70 năm. Rồi dân là bị là nó hạ độc. Cả cái tài nguyên nó hạ độc. Nó làm cho dân chết mòn. Vậy mà cô Ngân còn nói những cái vấn đề như thế thì cô Ngân không có cái tâm huyết đối với dân. Mà cô nói rằng là ai là đã làm gì được gì cho đất nước? Người ta làm được cho đất nước chứ. Chính không làm được gì cho đất nước nhưng mà phải làm cho cô Ngân được ngồi trên đó rồi. Cô Ngân được hưởng nữa cái đồng thuế của người ta rồi. Thu biết bao nhiêu là lại thế. Thu thuế để phát triển đất nước thế mà. Phát triển đất nước trong đó nó có cái nuôi cô Ngân đấy. Xe cho cô Ngân đi. Nhà cho cô Ngân ở. Nhà cho cô Ngân ở. Rồi tất cả một các cái gì cho cô Ngân thoải mái. Nhưng cô Ngân làm ngơ được cái vấn đề này. Mà cô Ngân bảo là đã làm gì cho đất nước. Thì trong cái lúc đất nước nguy khốn như thế này thì hỏi xem thử cô Ngân đã làm gì được cho đất nước. Đất nước là Trung Quốc hòng thâu tóm. Rồi Trung Quốc hạ độc dân. Trung Quốc là hủy hoại môi trường, môi sinh. Mà dân bây giờ đi vào cái cảnh khốn cùng như trong cái đợt cá chết từ tháng 4 cho đến bây giờ thì dân bốn biển, bốn tỉnh miền Trung là bị rõ ràng là bị hoàn toàn là thất nghiệp. Hoàn toàn đi vô cảnh khốn cùng, xem thì cô Ngân được làm gì cho dân đấy. Dân bầu cô Ngân lên, dân nạo đóng thuế để nuôi cô Ngân. Mà cô Ngân đã có một cái động thái gì trước Quốc hội. Mà cô Ngân là một cái cơ quan chủ tịch của một cái cơ quan quyền lực cao nhất đất nước. Mà cô Ngân đã có cái sách gì chứ? Có cái sách ứng, có cái sách đối phó với cái đồng thái của Trung Quốc hay chưa? Những cái mà biến cố mà Trung Quốc gây sự cho Việt Nam hay chưa? Mà cô Ngân lại bảo bây giờ tôi hỏi rằng cô Ngân, cô đã lo gì cho đất nước trong lúc này? Đất nước lúc này bây giờ đó đang nguy khốn như thế. Mà đất nước Việt Nam bây giờ so với thế giới thì còn gì nữa? Không còn gì nữa hết cả. Thế thì cô Ngân đã lo được gì cho đất nước? Mà giờ giặc ngoại xâm bây giờ đến đó rồi, Trung Quốc được nghe là chuẩn bị đó, súng ống đó rồi, thì chị cô Ngân được làm cái gì đây cho đất nước? Mà cô Ngân được cô hô hào cái gì mà chúng tôi làm? Nếu cô Ngân bây giờ nhủ rồi, ba Ngân chủ tịch Quốc hội nói rằng kêu gọi nhân dân chuẩn bị súng ống để đánh Trung Quốc, chúng tôi sẵn sàng. Bây giờ chúng tôi yêu cầu là bà Ngân hoặc là ông Trọng này, hoặc là ông Phúc này, nói chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với Trung Quốc, chúng tôi sẵn sàng. Chết là chúng ta phải chiến đấu với Trung Quốc để bảo vệ cái đất nước này, bảo vệ sự sống còn của dân Việt này. Chứ có ngất bây giờ ông bà ngồi trên đó, bà hưởng mát, bà có thấy gì dân khổ đâu. Mời bà về đây, bà chứng kiến cái khổ, cạnh khổ của nhân dân, của đời sống của chúng tôi đây. Chứ ngồi trên bà ai nói chẳng được. Mà tại sao lẽ ra bà phải tự hỏi bà rằng bây giờ đất nước như thế này, ta phải làm gì, tôi phải làm gì cho đất nước? Chứ tại sao bà lại hỏi chúng tôi? Tại sao bà lại hỏi người dân? Mà một người dân bây giờ người ta đó, người ta cả cái tổ chức người ta vì yêu nước, vì người ta hô hào lên như thế, bảo người ta kích động. Mà tôi nói rằng cái chuyện phản động đấy này, lâu nay cái chuyện phản động nó còn ấp ủ trong cái nhân dân, rồi cứ nó tìm ra chưa nguyên nhân cái phản động. Mà tôi định nghĩa cái chuyện phản động á là phản dân, phản nước. Thì bây giờ ai là con người phản dân, phản nước? Ai rước giặc về nhà để về voi rước voi về để dài mà tổ? Ai rước giặc về nhà để phá hoại đất nước? Mà ai bảo vệ cho cái bọn đó là chính những con người phản động. Chính là những con người đó là con người phản động, chứ không phải dân con người phản động, không phải là con người hô hào đó là con người phản động. Bởi vậy tôi nói rằng là cô Ngân mà cô nói như thế là cô phải nên suy nghĩ lại, mà cô hãy tự là đánh giá bản thân của cô là xem được như thế nào, cô đã lo gì cho đất nước trong lúc đất nước. Đấy, dân đây, dân bốn tỉnh miền Trung đây lâm than, chính như dân chúng tôi đây là lâm than, bị o ép, bị công quyền là khống chế, không cho nói, không cho đi, không cho
mình có cái quyền lợi gì đối với mở mồm là bắt, mở mồm là cùng. Hàng ngày sống trong sự thấp thoáng lo âu của cái chế độ này, mà cứ xem thử cô Ngân để làm được gì cho đất nước, giải thoát chúng tôi ra khỏi cái sự lo âu đó. Dạ, rồi cảm ơn chú.